mày chết chứ mày có quỷ vậy à? Bà con xã Phú Long ơi, nó giết tôi rồi. Trời ơi, tôi thở không nổi. Lôi hậu lên, đá cho một cước nó cho nó chết luôn. Là hả mày? Trời ơi, tay gì mạnh như vậy? Trời ơi, đá nhẹ rồi mạnh, mắt thở là hết nổi luôn bà con ơi. Qua quỷ đi chuyện cho quẩy phó xuống làng. Ngay kim tướng Thái Hoàng bắt được nó khoạt nằm 100 chiếc ngũ đinh. Qua 10 tài cái bụng đập cho tanh xác nó luôn. Đó mày, đừng không nổi mày. Phan, trước khi tao vĩnh biệt cõi trần, muốn cái gì nữa? Tụi bay hãy để cho tao ăn thịt người. Ở xã Phú Long này người ta mới chết được. Mẹ nghe đây mày, con nhỏ này nha. Trời ơi, bắt nó lại. Trời ơi, con cái chặt cái tiêu luôn rồi. Bắt luôn rồi. Rồi vô. Mày bước ra coi tụ quần người nè. Trời ơi, nắm cái đầu rồi cái nắm quần tụ cái lại người ta luôn á. Đè nó xuống. Bây giờ em, bây giờ mấy đứa nhỏ chạy hết rồi tao kiếm thịt con gái với đàn bà tao quất tu. Ở đâu mày? Ở trong nhà đây nè. Lôi nữa ra. Lôi ra. Bạn trong đâu đè nó xuống rồi. Ta thì chặt cứng nữa. Ê, sao mày đá việc tao với mày? Đừng, đừng giết tao. Tao là quỷ đẹp trai số 1 ở Long Phú Châu Thành này đó. Quỷ mày đẹp trai hả mày? Nằm xuống mày. Đau, đau lắm bà con xã Long Phú ơi. Chắc kiểu nào chứ kiểu này đụng lỗ số quá hả? Nằm xuống mày. Dậm nó. Đạp như heo đi bao la trời hả mày? Nhẹ đâu, nó đi nhà trọ gì mà còn mạnh vậy đó. Để nãy vô sân khấu cho mày nhau. Trời ơi, mày làm như mày phun nước gà chứ mày. Biểu ra mày, cho mấy con. Sao, nước này mát không mày? Công nhận ha, nước ở Long Phú sao nó mát hơn Tân Phú nhiều. Nó sao mày? Mày lấy nước ở đâu mà hôi heo quá vậy mày? Heo, ăn một cái mày kể ra. Uống mày. Bây giờ mày vô mày. Áp thấp nhiệt tới mày, mưa đột sức. Trời ơi, uống mày. Cho mũ nước không xong rồi mày. Trời ơi, nó giết cái trâu gì, nó đẩy vô cái lỗ thở luôn. Mày quỷ vô mà lỗ thở không mày? Nằm xuống hỏi nè, trước khi vĩnh biệt Dương Trần, mà có từ giã xuống mày không mày? Trước khi con vĩnh biệt cõi trần, lần cuối bà con hãy thương tình ủng hộ làm lỗ quý, đổ xăng bằng gì chứ bà con cô bác ơi. Họ đang ơi, tưởng cái gì? Trước khi theo hò liên tục đi xin lộ quý đi đường bà con ơi. Bà con nào có thương tình ủng hộ cho nó 5-3 ngày dưới làm lộ quý đúng bà con ơi. Dạ con rồi. Trời ơi, khán giả đông như vậy mà không ai thương tình ủng hộ hết, làm sao mà tôi về chứ. Chắc tôi ở cái số này tôi phá rối hoài quá. Thôi thôi mày, đây nghe mày thèm mày thở không anh? Tao bây giờ cũng ra ủng hộ cho mày 200.000 đồng để mày đi một tổ nha. Chủ trại hòm Nghĩa Hiệp Thành đâu rồi? Mày kêu kéo chỗ cho hòm làm cái gì vậy mày? Ông Nghĩa Hiệp mày làm cái gì vậy? Trời ơi, gái nhà đâu mà đẹp lạnh lùng. Là chị gái thôi mà, cho nên cũng ra ủng hộ cho mày 100 đồng nữa mày. Ông Hiệp Thành ơi, nếu một mai tôi có vĩnh biệt cõi trần thì ông phải tặng cho tôi một cái hòm đẹp để mà chiếc trong nhà với cái Nghĩa Hiệp Thành. Thế mà còn xin hài đặc biệt nữa hả mày? Tôi về
xin lỗi đó mày. Bây giờ ông anh gia đình cũng ra ủng hộ cho mày thêm 200 đồng nữa mày. Ê, mày đếm coi nãy giờ bà con cô bác ủng hộ đủ nguyên vé thương trang giường nằm máy lạnh có wifi từ dưới của mày. Đây là cô bác trong đời của tặng đổ mày, tổng cộng là 500 đồng nữa mày. Cái gì? 500? Ừ mày. Cừ gì quỷ khóc vậy chứ cừ gì. Trời ơi, ta chết mười mấy hai chục trai. Cái thân quỷ đẹp trai như Phú Long chết thì có năm sĩ. Ôi quỷ nhiều chuyện quá vô, đắp lại tỉ vô người sống coi. Cừ gì khóc vậy chứ cừ gì. Trời lộn, mày có lộn không? Mày lấy cái tấm gì mà hôi tấm tương. Cảm như bạn đó như mày, để gạch lên, nhiều chuyện quá. Dọc xuống bùm lỡ. Lỡ không chèn chợ mày chứ lỡ. Hết chỗ mày chà thà thà mày mày giống khu khu chứ mày bà già giả dở mày chứ khổ mày. Mày để gạch xích xích lên đâu để giúp quýnh cái dập dập cái gì dập thịt mày đi mày xuống mày con quỷ này hổ nó còn gặp không chắc lên thêm. Trời ơi, nhà này gỡ gạch mới. Trong nhà tặng cho mày ba sĩ nữa mày. Thiệt hả? Chẳng có cái nữa. Chừng mày đẹp con quỷ này cho banh xác luôn con ơi. Mày